Nhung chắc nhiều bạn sẽ không biết đây là lá cây gì. Mặc dù đã ăn nhiều món nấu từ lá này rồi, để Nhung nấu một nồi cà ri gà rồi mình bật mí cho nha. Đây là cây cà ri đó mọi người, còn đây là trái của nó nè. Trái chín sẽ có màu tím đen. Bình thường mọi người chỉ ăn ở dạng lá phơi khô hoặc là xay nhuyễn thôi, chứ hiếm thấy cái lá tươi đúng không? Nấu mấy món kho, xào hoặc cà ri mà cho thêm lá tươi vô thì đảm bảo hôm nay ăn gì là cả làng biết hết. Mình thấy cái món cà ri gà cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Lúc nào mà nhà nội có đám tiệc là auto sẽ có cái món này. Gà thì mình hay chặt thành những miếng to to một chút, lát nấu sẽ không có bị vụn. Hành tỏi mình cứ băm nhỏ thiệt nhiều, xả cay thì mình đập nhập ra rồi cắt khúc. Món này mình thấy nhiều người hay nấu với cà rốt, khoai tây nữa. Riêng mình thì thấy nấu với khoai lang vẫn là hợp hơn cả. Mọi người dùng tương dầu hay là bột cà ri ướp gà thì cũng đều được hết. Nhưng mà mình thấy tương dầu thì có thêm cái màu cà ri đẹp hơn. Ướp gà trước với lại một nửa hành tỏi băm nhỏ, xả cay đập dập. Rồi mình cho thêm mấy cái gia vị cơ bản như là muối, bột nêm, đường, bột ngọt. Mấy bạn có thời gian thì mình ướp lâu lâu một chút, gà sẽ thấm gia vị hơn. Còn mình gấp ăn quá cho nên ướp nửa tiếng là mình nấu luôn. Hành tỏi băm và sả còn dư mình cho vào phi thơm trước. Thêm một ít lá cà ri mình vo nát ra rồi mình bỏ vào phi chung luôn. Mới bỏ lá cà ri vô thôi là ai đi ngang qua cũng biết nhà hôm nay là nấu món gì rồi đó. Xào gà xăng rồi thì mình cho cái phần nước cốt dừa dảo vô, thêm nước lọc nữa đến khi ngập cái phần thịt gà. Cứ để yên vị cái nồi thịt gà ở đó, mình tranh thủ bắt chảo lên để chiên phần khoai lang. Nấu cà ri thì nhất định là mình phải chiên khoai lang lên để khoai có màu vàng đẹp, thơm và lát nấu sẽ ít bị nhừ. Gà mình mua là gà còn non trẻ cho nên là nấu cũng nhanh nhừ lắm. Kiểm tra mà gà vừa chín tới là mình cho hết phần khoai lang vô. Khoai lang đã chiên sơ rồi cho nên nấu nhanh chín lắm. Mình nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi cho hết phần nước cốt dừa vô. Thêm vài lá cà ri tươi cho vô sau cùng. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái nồi cà ri gà rồi. Ai ăn với bún hay ăn với bánh mì thì cứ order Nhung múc cho nha. Đừng quên là làm thêm một chén muối ớt chanh chấm kèm. Ta nói chấm đến đâu là nó tê tái đến đó. Nếu như mấy cái lò bánh mì mà có phát hành mấy cái bé VIP cho khách để cuối tháng tổng hợp là được ưu đãi gì đó thì chắc mình xin phép là mình ngồi ở top đầu.